Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị đứt lìa cho một bệnh nhân 79 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân có tiền sử bướu tuyến tiền liệt to ra gây khó tiểu nên bệnh nhân đã tự cắt dương vật của mình. Bệnh nhân là IDN 79 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắc, được đưa vào viện trong tình trạng dương vật bị cắt rời, mất nhiều máu, huyết áp tụt. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa ngoại thận tiết niệu đã tiến hành phẫu thuật, khâu nối dương vật và các mạch máu bị đứt lìa cho bệnh nhân. Sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật đã kết thúc và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có diễn biến tốt. Theo các bác sĩ, quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do dương vật bị cắt bởi vật dụng không sắc bén, dương vật được bảo quản không đúng, gây dập nát, nguy cơ hoại tử khiến việc cắt lọc tạo hình rất khó khăn. Phi đại tuyến tiền liệt là một bệnh lý khiến cho chất lượng cuộc sống và sức khỏe của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất lớn nếu không chữa trị kịp thời. Bệnh có thể gây ra tắc nghẽn, ứ đọng nước tiểu trong bàng quang, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục như viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, mao tinh hoàn. Nước tiểu nhiễm khuẩn cũng có thể ngược dòng lên thận, gây ra viêm thận bể thận, nhiễm khuẩn máu, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tiểu khó, tiểu buốt, người dân cần phải đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa về thận tiết niệu để thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chia sẻ bệnh lý phi đại tuyến tiền liệt, tiến sĩ bác sĩ Dương Văn Trung, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Bưu Điện cho biết. Thế thì về tuyến tiền liệt thì về bệnh lý thì thứ nhất là bệnh về viêm tuyến tiền liệt. Viêm tuyến liệt thì gồm có viêm cấp và viêm mãn tính. Thứ hai là gì? Là bệnh phi đại lành tuyến tiền liệt. Và thứ ba là bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đúng như chúng ta đã thấy, cái tỷ lệ bệnh tuyến tiền liệt, cụ thể là phi đại lành tuyến tiền liệt nó tăng hơn so với ngày xưa. Như trước đây chúng tôi mới vào trường thì tỷ lệ nó không nhiều bằng. Còn nó có lý do của nó. Thứ nhất là về tuổi thọ của chúng ta nó cao hơn, cho nên là cái bệnh nó cũng tăng theo cái tuổi thọ. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta phát hiện bệnh sớm hơn, tức là đời sống kinh tế phát triển thành ra phát hiện bệnh sớm hơn. Thứ ba là gì? Ba là những cái cũng có một số khi xã hội phát triển thì chúng ta dùng nhiều cái chất kích thích, những cái chất mà rượu bia, thuốc lá vân vân là những yếu tố mà để cho cái bệnh về tuyến tiền liệt nó có cơ hội để nó thể hiện ra triệu chứng mà bắt buộc người ta phải đi khám bệnh. Cái về triệu chứng, đặc biệt triệu chứng của bệnh tuyến tiền liệt ấy, thì là vì tuyến tiền liệt nó nằm ngay dưới cổ bàng quang, nó nằm ngay cái đường ra của đường tiết niệu, của nước tiểu, vì vậy là nó gây ra những cái triệu chứng về rối loạn đường tiết niệu dưới. Ví dụ như là đặc biệt là bệnh nhân sẽ biểu hiện là dễ thấy nhất là bị đái khó này. Còn đái khó thì biểu hiện là đêm đái nhiều lần, cái dễ mà bệnh nhân tự nhận được là đêm tiểu nhiều lần. Thứ hai là gì? Trước khi đi tiểu là bệnh nhân phải cố dặn mới ra đến tiểu. Thứ ba là dòng nước tiểu ra nhỏ. Thứ tư là bệnh nhân đi tiểu không được lụn một bãi liên tục, nhiều khi đang tiểu xong phải ngắt quãng, phải dặn thêm ra tiếp. Đó là những triệu chứng mà rối loạn đường tiểu dưới gây nên. Thứ tiếp là bệnh nhân cái khoảng cách giữa các lần tiểu ấy là thường là chưa đến 2 tiếng bệnh nhân đã có biểu hiện đi tiểu rồi. Còn như bình thường người ta chịu đựng được lâu nhưng bệnh nhân không chịu được. Và cái triệu chứng nữa là bệnh nhân sau khi đi tiểu xong ấy thì là có biểu hiện là vẫn tức, cảm giác như là nước tiểu chưa ra hết, tức là bệnh nhân không thoải mái mà dù đi tiểu rồi vào nhưng cũng muốn đi tiểu tiếp. Đấy là những cái triệu chứng điển hình của cái bệnh phi đại lành tính tuyến tiền liệt. Phi đại tuyến tiền liệt là sự tăng sinh lành tính, một mô thực thể bệnh lý đặc hiệu bao gồm sự tăng sinh của mô nền và tế bào niêm mạc tuyến. Kết quả là tuyến tiền liệt to ra, gây ra tắc đường tiết niệu dưới, khi đó gọi là bíu gây tắc. Bệnh gây ra các triệu chứng như rối loạn đi tiểu, làm ảnh hưởng sâu tới chất lượng cuộc sống, không chỉ đe dọa tới tính mạng của người bệnh, như rối loạn đi tiểu diễn biến nặng dần sẽ phải can thiệp bằng ngoại khoa. Nguyên nhân của tình trạng phi đại tuyến tiền liệt hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng có liên quan tới một số yếu tố lão hóa và bất thường tinh hoàn. Về lão hóa, trong suốt cuộc đời, một người đàn ông sản xuất ra cả hormone nam testosterone và một lượng nhỏ hormone nữ estrogen. Khi họ già đi, nồng độ testosterone trong máu sẽ giảm xuống, khiến cho tỷ lệ estrogen cao hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh sẽ có nguy cơ giảm trầm trọng hơn khi tỷ lệ hormone estrogen cao hơn testosterone. Tinh hoàn, các yếu tố tiền căn gia đình có vấn đề về tuyến tiền liệt hoặc bất thường về tinh hoàn đều có thể làm tăng nguy cơ phi đại tuyến tiền liệt. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của phi đại tuyến tiền liệt mà người bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung thì các triệu chứng sẽ có xu hướng nặng dần theo thời gian, trong đó hội chứng kích thích và hội chứng bế tắc thường gặp như sau: tiểu nhiều lần trong đêm, tiểu gấp, tiểu phải dặn, cảm giác mất tiểu, tiết tiểu yếu hoặc ngặt quãng, tiểu không kiểm soát, đôi khi bí tiểu. Ngoài ra, một số triệu chứng ít phổ biến hơn bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, có máu ở trong nước tiểu. Kích thước tuyến tiền liệt không phải là yếu tố quyết định tình trạng tiểu khó mà sẽ phụ thuộc vào nhân cứng của tuyến. Bên cạnh đó, các triệu chứng đường tiết niệu còn đến từ nhiều nguyên nhân khác như viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, sẹo cổ bàng quang do phẫu thuật trước đó, sỏi bàng quang, sỏi thận. Ngoài ra, một số yếu tố tăng nguy cơ khiến cho bệnh phi đại tuyến tiền liệt cao hơn cả bao gồm tuổi tác, khoảng 1/3 nam giới sẽ có triệu chứng từ trung bình đến nặng ở độ tuổi 60 và 1/2 trường hợp trong số đó sẽ bị tăng sinh tuyến tiền liệt ở độ tuổi từ 80 trở lên. Tình trạng tăng sinh của tuyến tiền liệt hiếm khi xuất hiện ở nam giới dưới 40 tuổi. Về di truyền, nếu người đàn ông trong một người thân cùng huyết thống như cha mẹ hoặc anh trai mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt thì nguy cơ bệnh sẽ cũng cao hơn so với những người khác. Chẩn đoán phi đại tuyến tiền liệt sẽ bao gồm: để xác định được tình trạng phi đại tuyến tiền liệt, bác sĩ bắt đầu bằng cách thăm khám, hỏi tiền sử của người bệnh, trong đó dùng ngón tay thăm khám qua đường hậu môn để ước tính kích thước và độ chắc của tuyến tiền liệt. Một số phương pháp khác cũng được chỉ định để hỗ trợ chẩn đoán bệnh như sau: siêu âm, đây là phương án thông dụng nhất và dễ thực hiện. Siêu âm sẽ cho thấy hình thể, kích thước, trọng lượng của tuyến tiền liệt, đồng thời đo được lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang khi người bệnh đã đi tiểu. Nội soi bàng quang, một ống soi nhỏ sẽ được đưa vào niệu đạo của người bệnh để kiểm tra tình trạng niệu đạo và bàng quang. Phân tích nước tiểu giúp tìm ra máu và vi khuẩn tồn tại ở trong nước tiểu. Kiểm tra niệu động học, phương pháp này sẽ đánh giá được sự co bóp của bàng quang và tốc độ của dòng nước tiểu. Kháng nguyên đặc hiệu PSA, xét nghiệm này sẽ giúp xác định được ung thư tuyến tiền liệt đang ở tình trạng nào. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể hỏi về các loại thuốc bạn đang dùng để xem có ảnh hưởng gì đến hệ tiết niệu hay không. Cụ thể là những loại thuốc chống trầm cảm, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng histamine, thuốc an thần, thuốc tăng huyết áp. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp tăng sinh lành tuyến tiền liệt đều phải can thiệp. Trong một số trường hợp nhẹ, người bệnh không cần phải điều trị nội khoa hay phẫu thuật. Bác sĩ sẽ dựa vào chỉ số tình trạng bế tắc và thang điểm chất lượng cuộc sống để điều trị. Các triệu chứng của phi đại tuyến tiền liệt rất dễ nhầm lẫn và không rõ rệt nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, việc điều trị sớm bao giờ cũng có hiệu quả cao hơn và giúp bạn tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Như bí tiểu đột ngột, lúc này bạn sẽ cảm nhận được một đoạn ống thông ở trong bàng quang để thoát nước tiểu sẽ bị ngắt. Một số nam giới mắc bệnh cần phải phẫu thuật để giảm bí tiểu. Nhiễm trùng đường tiết niệu, nước tiểu bị ứ đọng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, bạn có thể cần phải phẫu thuật để cắt bỏ một phần tuyến tiền liệt. Về sỏi bàng quang, sỏi có thể gây ra nhiễm trùng, kích ứng bàng quang, tiểu ra máu và cản trở dòng nước tiểu. Tổn thương bàng quang tổn động có thể bị căng và lâu dần sẽ trở nên suy yếu. Kết quả là cơ của bàng quang sẽ không co bóp tốt, khiến cho người bệnh tiểu không sạch. Hỏng thận, áp lực do nước tiểu ứ đọng ở trong bàng quang có thể làm trực tiếp hỏng thận, vi khuẩn theo hệ tiết niệu sẽ tấn công gây ra hỏng thận. Ảnh hưởng đến sức khỏe của tổng thể, bí tiểu cấp tính và tổn thương thận có thể đe dọa sức khỏe trầm trọng của người bệnh. Để giữ gìn sức khỏe của tuyến tiền liệt và ngăn ngừa nguy cơ phi đại tuyến tiền liệt, bác sĩ khuyên bạn quản lý căng thẳng, duy trì trạng thái cân bằng, giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể. Bỏ thuốc lá, tránh xa thuốc lá sẽ giúp sức khỏe của nam giới tốt hơn bao giờ hết, bao gồm cả tuyến tiền liệt. Tránh uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm. Cố gắng tiểu sạch ở mỗi lần đi tiểu. Tập các bài tập tăng cường sức khỏe sản trậu, bàng quang. Cần phải trao đổi với bác sĩ để tránh dùng các loại thuốc có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của phi đại tuyến tiền liệt. Bổ sung thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe cho tuyến tiền liệt.